Cách đây từ 2 năm trước, cũng từ những chuyến đi như thế này, mình đã bắt đầu chán chụp hình và chuyển qua quay phim. Và những cái clip đầu tiên nó như thế này. Mắc rất nhiều lỗi đúng không? Tại vì lúc đó mình không biết quay phim như thế nào và mình cũng quên mất là phải nghiên cứu trước khi mình bắt đầu cái lĩnh vực hoàn toàn mới. Và nó rất nhiều kiến thức và không biết chọn lọc như thế nào nữa. Và nếu như hôm nay là bạn bắt đầu học quay phim làm video thì bạn may mắn đó. Nhớ coi hết video này nha. Điều đầu tiên, tận dụng thiết bị đang có. Bởi vì ban đầu khi mình bắt đầu làm video thì cái gì mình cũng thiếu thốn hết, đục cái gì cũng không có. Nhìn mấy anh chàng ngoài kia bắt đầu quay gái, súng ống đầy đủ từ trong ra ngoài. Thì mình là thiết bị camera á, rồi body, rồi lens, rồi gimbal chống rung các kiểu, nhìn mà ham luôn. Mà đấy là chưa kể mà có những người thiết bị đầy đủ á, lại quay chỉ cái sản phẩm của họ lại rất là chán, cũng không đẹp nữa. Thì bắt đầu mình cứ lăn tăn cái chuyện thiết bị này nọ. Tiền đi chơi với gái thì có, nhưng mà tiền mà bỏ ra để mua đồ thiết bị camera lại là một loại chuyện khác. Nghe đồ Sony quay đẹp thì cái body của nó bèo bèo cũng cỡ 20 triệu, rồi ống kính thì cũng phải 10 triệu trở lên, rồi chưa kể mình không thể nào mua một ống được, mình phải mua nhiều cái khác nhau, rồi lại gimbal, rồi lại rườm rà các kiểu. Và thiết bị đúng là một rào cản đối với những người mà bắt đầu làm phim. Khi ban đầu mình học quay phim, mình luôn bị rất nhiều câu hỏi, bị rất nhiều cái thắc mắc, rất nhiều cái vô tình cản trở cái niềm đam mê của mình. Thì mình nghĩ đơn giản như thế này, mình cứ tận dụng tất cả những cái gì mình đang có. Và mình nghĩ việc đầu tiên mình có đó chính là một cái điện thoại. Tại vì điện thoại bây giờ camera rất là xịn, họ cải thiện rất là nhiều. Mình có thể quay phim, có thể làm được rất là nhiều chiêu trò hay ho. Ý là smartphone đó, chứ không phải điện thoại bàn đâu ha. Thì hãy bắt đầu bằng điện thoại đi. Bạn cứ thử để coi cái việc mà mình quay phim á, nó có dễ dàng, nó có truyền lại cái đam mê của mình hay không. Giống như giai đoạn đầu của mình á, mình không có đầu tư thiết bị nhiều. Mình chỉ mua một cái con GoPro 4 Silver cách đây 2 năm. GoPro 4 Silver thì quay cũng không được đẹp như so với những con GoPro 7 hoặc là action cam kiểu như bây giờ. Nhưng mà mình vẫn quay và mình vẫn làm được những cái video khác nhau. Các bạn có thể check ở trong description đó, mình sẽ để link để các bạn tham khảo các sản phẩm. Lâu lâu hồi trước giai đoạn đầu mình làm bằng GoPro đó, thì sau khi mình tận dụng điện thoại bằng GoPro, hoặc là các bạn có những cái máy chụp hình mà có chế độ quay phim, các bạn có thể tận dụng được. Và khi mình đã thoải mái với thiết bị, mình đã hiểu được làm phim nó như thế nào, thì mình bắt đầu suy nghĩ đến cái chuyện đầu tư từng bước tìm mình đi. Tại vì đồ công nghệ mà tiền giá nào cũng có, và nó rất là dễ làm cho mình kiểu tốn tiền cho những cái thiết bị á, nên đừng có chạy đua với nó. Cứ tận dụng những gì đang có và chỉ mua sắm những cái đồ mà mình cảm giác thật sự hữu ích nhất. Điều thứ hai đó chính là học phần mềm dựng phim. Phần mềm chính là cái công cụ chuyển hóa những cái clip của mình thành một sản phẩm cụ thể. Nếu như bạn biết quay phim, thậm chí quay phim đẹp nữa, mà bạn không biết video thì coi như là nó không có ý nghĩa gì cả. Nếu biết cách edit video thì mình sẽ biết cách là quay như thế nào để cho nó đẹp hơn, để nó phù hợp với cái video và mình muốn thể hiện. Cũng giống như là việc đi học vậy, phải học từ lớp 1, lớp 2 rồi mới đến lớp 12 lên đại học các kiểu đúng không? Thì học dựng phim nó cũng có những cái level, có những cái lớp từ từ đi lên. Đừng có bao giờ vội vàng. Khi thấy người ta làm được những cái chiêu này, những cái hiệu ứng này nọ, thì mình sẽ bị suy nghĩ là ôi, cái chiêu này ghê quá, làm sao mà mình làm được như vậy. Thì đó chính là một cái vô tình mình tạo khó khăn cho mình. Có rất nhiều phần mềm dựng phim, mình chọn cái phần mềm là Premiere Pro CC. Bởi vì cái phần mềm này của hãng Adobe, mà mình là dân đồ họa, nên những cái sản phẩm từ hãng Adobe mình khá là rành và hiểu được cái quy luật của người ta viết ra, cái cách làm việc, cái giao diện như thế nào, nên mình làm quen cái Premiere rất là nhanh. Và trong cái kênh của mình cũng chia sẻ rất nhiều những cái hướng dẫn, những cái
đoạn clip mà mình làm về Premiere. Thì việc đầu tiên á, nếu mà các bạn bắt đầu thì các bạn nên coi cái video này, mình cũng để trong link description một cái video mà rất là cơ bản về Premiere luôn. Và sau khi các bạn biết cắt ghép cơ bản, biết ghép nhạc, biết vài chiêu nhỏ nhỏ, thì mình bắt đầu nghĩ đến cái chuyện mà thêm hiệu ứng, thêm chuyển cảnh, thêm này kia để cho video của mình nó sinh động hơn. Mình đang ở Gofort, một pháo đài cổ của người Bồ Đào Nha, được xây dựng vào thế kỷ thứ 16. Ở lúc đó người Bồ Đào Nha đã tìm thấy cái vùng đất này ở Sri Lanka và đã xây dựng pháo đài này, kiểu như một cái phố cổ rất dễ thương, nhỏ nhỏ, xinh xắn. Và sau Bồ Đào Nha thì người Hà Lan, người Anh họ lại đến đây và hầu như là mang phong cách châu Âu nhiều hơn, kiểu Á Đông. Mình đi chơi mà mình vẫn làm những cái hướng dẫn cho các bạn. Kiểu như là tối hôm qua mình đang ở nhà tự nhiên tranh trở ra một cái điều gì đó về làm phim và mình đã viết ra cái kịch bản, cái script cho ngày hôm nay. Và tối qua mình viết và sáng nay mình đi chơi mình quay luôn. Ok, và bây giờ là điều thứ ba mình muốn nói, đó chính là hãy xem sản phẩm của người khác để học hỏi và truyền cảm hứng lại cho mình. Bởi vì nhân tài ngoài kia nhiều lắm, sản phẩm rất đẹp, rất là nhiều phim hay và họ là một cái giống như là một cái người thầy. Và không có gì tuyệt vời hơn khi mình có những cái sản phẩm cụ thể học hỏi từ họ. Bởi vì khi xem những cái video của người ta ấy, thì mình sẽ thấy là ồ sao cái này nó hay quá, và mình rất là thích cái cách quay, cái cách dựng phim hiệu ứng như vậy, và mình sẽ cố gắng mình bắt chước. Ok, điều này rất là bình thường tại vì mình mới học mà, mình có quyền mình copy y chang 100% của họ, bởi vì đó chính là bài tập mình thực hành cái của người ta thường xuyên. Và khi mình làm mình sẽ tự nhiên mình biết được những cái hay ho nó xung quanh những cái vấn đề chính như vậy. Và khi mình bắt đầu post lên những cái Facebook của mình, những cái kênh YouTube mình tự tạo ra, thì mình không khuyến khích copy 100% những cái gì họ đã làm. Đầu tiên mình chỉ nên copy khoảng 90%, rồi sau đó giảm bớt từ từ còn 70-50%, và cho đến một lúc nào đó bạn tự nhận ra rằng là những cái sản phẩm mình làm ra là hoàn toàn do mình nghĩ ra, không hề có một bóng dáng của bất kỳ ai trong đây cả, thì đó là bạn đã đi đúng hướng rồi đó. Một lý do nữa để xem video người khác đó chính là họ sẽ truyền cảm hứng cho mình rất là nhiều, và đôi khi họ sẽ, những sản phẩm ấy gợi cho mình một nội dung nào đó. Bởi vì khi xem một cái video hay, một cái thước phim đẹp, thì tự nhiên trong đầu mình sẽ nảy ra những cái ý tưởng, một cái nội dung là một cái gì đó hay ho. Và khi bạn post những cái video lên, có những lời khen chê, và khi bạn có view, có follower, thì lúc đấy bạn sẽ tự nhiên phải biết là sản phẩm mình càng ngày cần phải làm hoàn thiện, tuyệt vời hơn. Và đây là điều thứ tư, cũng là điều cuối cùng, đó chính là luôn tiếp tục, đừng dừng lại. Đề tài như thế nào, nội dung gì, cái thể hiện ra sao, đó luôn là những cái câu hỏi mà xảy ra xung quanh trong đầu mình. Nếu như mình không biết trả lời những cái câu hỏi đó thì có thể mình sẽ dễ chuẩn bước và bỏ cuộc. Thì việc đầu tiên là mình nghĩ, và bản thân mình cũng vậy, mỗi ngày nên dành ra từ 1 đến 2 tiếng để xem và nghiên cứu. Sau đó là thực hành và thực hành. Và chỉ có thực hành thì bạn mới hiểu được những cái điều người ta nói. Thì có thể bạn đi học một ông thầy nào đó, một cái trường lớp dạy về làm phim, nói thiệt ông thầy nào nói cũng hay cả. Việc còn lại là bạn khi bạn về nhà bạn sẽ quên sạch, bởi vì bạn sẽ không thực hành. Điều còn lại trong bạn cũng chỉ là lý thuyết thôi. Cái lý thuyết đó có thể nó đúng hay sai, bởi vì bạn chưa có kiểm chứng được điều đó. Và đó chính là cái vấn đề. Mình nghĩ cái kiến thức mà thiết thực và hiệu quả nhất đó chính là kinh nghiệm. Mà kinh nghiệm có được là phải từ thực hành, từ cái thực tế bản thân mình mà ra. Ví dụ như bản thân mình, cách đây cỡ 2 năm về trước, mình cũng bắt đầu như các bạn thôi, cũng tự mày mò, tự học, tự làm những video đầu tiên. Chắc chắn là những sản phẩm ban đầu lúc nào cũng dở, lúc nào cũng tệ. Có nhiều lời chê, thỉnh thoảng có người khen để động viên. Tuy nhiên sau mỗi thời gian, mình cố gắng, mình không dừng lại, mình cố gắng mình học hỏi, mình thực hành, mình làm nhiều video. Và các bạn có thể thấy được cái quá trình của mình như thế nào.
và cái video của mình mỗi ngày nó sẽ được tốt hơn nữa. Và bản thân mình bây giờ cũng vậy, mình sẽ không dừng lại. Và bây giờ mình có thể làm được những cái video hướng dẫn, chia sẻ lại những kinh nghiệm của mình cho người khác, đó không phải là một điều rất tuyệt hay sao? Và nếu như ngày hôm nay bạn quyết định làm video thì một năm sau hãy coi lại cái video này để xác nhận những cái gì mình nói hôm nay. Xin chào, mình là Cọc Đinh Travel. Nhớ đăng ký kênh và bật chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Và đừng quên like fanpage Cọc Đinh Travel của mình trên Facebook nữa. Bye.